Hiện nay, cùng với truyền hình truyền thống, truyền hình Internet đang ngày càng trở thành một lựa chọn thông minh cho khán giả xem truyền hình với những tính năng hỗ trợ người xem như tích hợp tất cả trong một, xem truyền hình theo sở thích, theo nhu cầu cùng các tính năng giải trí khác. Với thiết bị Smartbox nhỏ gọn, chiếc TV của gia đình anh Phan Toàn Thắng, nhà ở khu Times City, từ 3 năm nay đã trở thành một chiếc TV thông minh, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu xem các kênh truyền hình, cũng như nhiều tiện ích khác của cả gia đình. Gia đình tôi đánh giá đây là một sản phẩm rất là tốt, rất là gần gũi và rất là dễ sử dụng. Và hai nữa là một sản phẩm phải nói là rất là cực kỳ tiết kiệm cho người sử dụng, bởi vì là chỉ cần đầu tư một lần đầu tiên thôi để mua Smartbox thôi, và sau đấy thì có thể duy trì xem cả cuộc đời. Với việc bùng nổ thuê bao Internet cáp quang và giá dịch vụ truyền hình trả tiền đã ở mức bão hòa, cùng với đó, việc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đối với dịch vụ truyền hình Internet OTT đã ngày càng quyết liệt. Khán giả xem truyền hình có thể thoải mái lựa chọn cho mình những dịch vụ truyền hình OTT cũng như những thiết bị hỗ trợ ưng ý nhất. Truyền hình Internet tôi nghĩ là một cái xu hướng tất yếu, không chỉ ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Lý do tại sao ở Việt Nam nó là một cái xu hướng tất yếu và nó là một cái tương lai trong thời gian tới, nó có mấy cái cơ sở. Thứ nhất là về hạ tầng Internet ở Việt Nam. Theo cái thống kê mới nhất từ Bộ Thông tin Truyền thông thì tính đến giữa năm 2017 chúng ta đã có gần 10 triệu thuê bao truyền hình Internet bằng rộng cố định. Cái thứ hai là về mặt thói quen sử dụng của người dùng Việt Nam. Bây giờ người dùng người ta sẽ ngoài cái việc mà nhu cầu xem về truyền hình và xem vào cái thời điểm mà đài phát sóng, thì người ta có nhu cầu xem về truyền hình tại một cái thời điểm mà người ta có khả năng sắp xếp được thời gian. Rồi bên cạnh truyền hình thì có thể người ta có nhu cầu, khách hàng có thể có nhu cầu xem nhiều các cái nội dung khác, ví dụ như phim, rồi ca nhạc vân vân, và các cái nội dung đa phương tiện khác. Một cái đặc điểm nữa về mặt công nghệ, truyền hình cũng giống như là trong mạng viễn thông thôi. Thì trước đây chúng ta quen dùng với cái điện thoại nhắn tin truyền thống, thì xong bây giờ sử dụng nhiều đến nhắn tin gọi điện OTT, thì truyền hình cũng vậy. Các cái phương thức truyền hình truyền thống sắp tới cũng sẽ có cái xu hướng chuyển dịch sang cái truyền hình Internet. Đón bắt được xu thế này từ rất sớm, VNPT Technology đã tập trung đội ngũ kỹ sư có nhiều kinh nghiệm bắt tay nghiên cứu xu hướng truyền hình này và đã bước đầu gặt hái được thành công. Cuối năm 2016, đơn vị chủ lực trong lĩnh vực công nghệ của tập đoàn VNPT đã chính thức cho ra mắt thiết bị Smartbox 2 và dịch vụ truyền hình Internet theo yêu cầu TVOD. Đây là sản phẩm và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao của người Việt do chính các kỹ sư VNPT Technology nghiên cứu phát triển. Quá trình nghiên cứu phát triển của Smartbox 2 được VNPT Technology thực hiện hoàn toàn chủ động, từ khâu lựa chọn đối tác công nghệ đến khâu thiết kế và đến khâu phát triển. Từ khâu thiết kế thì sản phẩm được nghiên cứu rất cẩn thận, tỉ mỉ, từ mô phỏng các tín hiệu để sao đạt sao tối ưu nhất, đến việc thiết kế các phần mềm sao cho đảm bảo được chất lượng, phù hợp với người dùng và đảm bảo được tính bảo mật an toàn thông tin cho sản phẩm cũng như là nội dung. Về bản chất, Smartbox 2 chính là OTT set-top box, cho phép người dùng biến TV thông thường thành Smart TV, đồng thời cung cấp rất nhiều ứng dụng giải trí và nhiều tiện ích. Không chỉ vậy, thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng cũng là yếu tố được VNPT Technology chú trọng. Smartbox 2 của VNPT Technology được tích hợp nhiều ứng dụng độc quyền dành cho nhiều nhóm người dùng khác nhau như người già, trẻ em hay toàn thể gia đình, nên dễ sử dụng và phù hợp hơn với người dùng. Ngay từ giao diện chính, hàng loạt tiện ích mới được tích hợp như lịch âm, thông tin về thời tiết, cài đặt chế độ trẻ em, lướt web, check mail, truy cập mạng xã hội, chơi trò chơi hoặc sử dụng hàng loạt các ứng dụng giáo dục như tiếng Anh, học toán, tiếng Việt, yoga, tennis, nấu ăn và các trò chơi bổ trợ. Những tính năng ưu điểm nổi bật nhất của sản phẩm Smartbox V2 của VNPT Technology đó là sản phẩm này được nghiên cứu hoàn toàn chủ động bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm của VNPT Technology, và đây đã là sản phẩm thứ hai, cho nên là các kỹ sư đã kế thừa rất nhiều kinh nghiệm từ các phiên bản phía trước và cũng như là các cái cải tiến các thiết kế. Đồng thời do hoàn toàn chủ động được về khâu thiết kế và phát triển, cho nên khi bất kỳ có sự thay đổi gì về tính năng bảo mật, về những lỗ hổng mới được phát hiện thì đều được các kỹ sư giải quyết rất là nhanh chóng để có thể ra được các bản vá cập nhật ngay trong ngày hôm sau. Đồng thời quá trình phát triển cũng được hoàn toàn chủ động, cho nên là tất cả các tính năng đều được tối ưu mượt mà
cho các cho một cấu hình phần cứng đã có sẵn để đảm bảo cho người dùng một trải nghiệm tốt nhất có thể. Cùng với Smartbox 2, VNPT Technology cũng phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền trên nền Internet với thương hiệu TV OD. Đây là dịch vụ giải trí tổng hợp bao gồm truyền hình và các nội dung đa phương tiện theo yêu cầu. Dịch vụ này hứa hẹn sẽ làm thay đổi thói quen xem truyền hình của khán giả Việt. Với TV OD, ở bất kỳ đâu có Internet, khách hàng có thể thưởng thức hàng trăm kênh truyền hình, kênh phát thanh chất lượng cao và hàng loạt nội dung xem theo yêu cầu như truyền hình xem lại trong 7 ngày, có phim HD, clip ca nhạc khổng lồ, karaoke, liên tục được cập nhật bản quyền. Ngoài ra, TV OD cũng cung cấp nhiều nội dung giáo dục, trò chơi hấp dẫn khác với nhiều gói cước như gói cơ bản, miễn phí các kênh truyền hình, phát thanh, quảng bá và một số nội dung theo yêu cầu. Gói trả phí khá linh hoạt với gói cước theo tháng hoặc gói cước theo nội dung sử dụng. Về vấn đề bản quyền thì theo tôi thì nếu mà chúng ta định làm một cách bài bản mà lâu dài thì cái vấn đề bản quyền là vấn đề đầu tiên cần phải tính đến và phải tôn trọng. Nó khác với cái cách các cái công ty nhỏ đối với một cái thương hiệu lớn như VNPT thì chúng tôi đã tập trung khi ra sản phẩm là chúng tôi đã ý thức cái việc này và trong đó thì thúc đẩy ký kết bản quyền với một loạt các đối tác, trong đó các đối tác ví dụ đối tác về mặt truyền hình chẳng hạn thì chúng tôi ký hợp tác về truyền hình với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, công ty con là HTV TMS trực thuộc đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi về phim thì chúng tôi ký các cái đối tác lớn, trong đó có Pha Phim là một đối tác lớn, rồi các cái bản quyền ca nhạc, rồi bản quyền về phần mềm khác chúng tôi xúc tiến ngay và đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để phát triển dài hạn, chúng tôi coi là như vậy. Rõ ràng với những lợi thế ứng dụng công nghệ, truyền hình Internet sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới. Việc thay đổi các công nghệ điều khiển cho phù hợp như có thể tìm kiếm, chơi game bằng thiết bị điều khiển từ xa, yêu cầu về cấu hình thiết bị ngày càng mạnh. Cùng với đó là việc đầu tư nghiên cứu phát triển các nội dung tương tác từ giải trí đến giáo dục khiến truyền hình Internet sẽ không là cuộc chơi của những nhà đầu tư nhỏ. Đây cũng sẽ là cơ hội để khán giả không chỉ được thưởng thức những kênh truyền hình phong phú, có chất lượng mà còn có thể kết hợp với những hình thức giải trí đa dạng khác trong gia đình mình. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.